Đúng rồi. Rồi, hello cả nhà nha. Đây. Đây là dụng bò hầm cả nhà. Bắt đưa. Nay mình có được mời đi vô đây ăn dụng bò cả nhà, dụng bò hầm. Này hầm đu đủ hầm hầm gì ạ? Lẩu. Lẩu dụng bò hả? Này hai cái dụng bữa hầm bên này làm gì mà mấy người có nhậu vậy? Hàng bên hàng xe đó. Xe nào? Tải bốc hàng đi mà. Đây mình được ông để từ mời mình vô đây ăn món vịt bò cả nhà. Chiều cũng có mấy anh em xuống. Mình không có review cảnh mà khúc mà nấu nha cả nhà. Rồi chỉ dọn lên ăn thôi, tại mình mới cũng mới đi làm về. Mới làm về anh điện kêu vô ăn. Đích thôi có hai cái chưa có đóng liền. Hả? Có hai cái chưa có đóng liền. Này. Vậy không có quẹt trong đâu, sao quẹt đâu, đâu hút thuốc đâu, tại mới phải gặp đi lấy năng điếu hút. À, còn lại bên trước thì hút nước hả? Hút nước. Ta muốn cái nào? Đây nó dành cái đây rồi. Rồi nó bật nó lan ra ngoài kìa. Nó nảy cái nước nó tràn. Dựng nha, dựng này ăn với bún không hả? Không chịu chưa được mà tại vì cứ rồi cái này nãy không chịu. Mấy này không chịu xiên kêu tư thấy đâu cái trời thiệt chứ. Đó cái trời ăn nó còn ngon hơn rau mùng tơi nữa. Rau mùng tơi nha cả nhà. Này đúng ăn cái trời nó mới ngon á. À, chiều nay cũng có mấy anh em ghé nhậu nha cả nhà. Lúc này này nãy hầm có bỏ nước đá vô không? Này nếu mà nó cứng quá bỏ nước đá vô, khúc mà hầm bỏ nước đá vô, nhưng mà cái đuôi bò bữa hầm đuôi bò anh hai đâu có ấy đâu. Bỏ ra đem qua vậy. Ừ. Bữa hầm đuôi bò má đem về. Tại lúc đó không biết mấy ông kia là phải hầm bỏ nước đá vô gà nó mới mềm. Hầm xong cứ nóng rồi bỏ nước đá vô nó lại rồi. Này. Nhìn xanh đâu có máy đâu. 20 đuôi hả? Này em ở nhà em hái đâu cái trời chứ không ăn mình coi cái trời vô nó ngon ăn đem về phải bài rồi thí dụ như là nó vô rửa thiệt rồi thì khỏi nay cũng có tiệc nhỏ nhỏ cả nhà nè mấy anh em mà đây là lão mình còn anh Bản này như anh Bản làm trong cái bang phải anh Bản hỏi thiệt chứ bộ mình tính giới thiệu đó còn không chứ thống kê ông anh mặc áo đỏ ông anh thứ hai còn mấy ông này là ông anh chậm sớm không à này là anh vẫn làm trong quỹ ban bên thống kê này là em không nó bình nóng không nó bình nóng bình nóng làm tắm không nó tắm cho nó đã không có đem giá vô cái gắn rồi hả nhiều gắn nhiều tắm bây giờ là cái máy giặt mà dám lắp cái máy mà máy giặt nóng lạnh thì đồ quỷ nóng lạnh thì đâu nhầm vậy cái bình nóng lạnh đó hả gắn nó nhiều sao này mày không nhắm mày bao anh tư biết tầng ngoài tuần làm máy giặt rồi mới nóng lạnh luôn chắc ăn được
không? Mình không có bọn nước mình gắn đó được không ta? Dựng bò nha cả nhà. Nước thì nó yếu nước. Yếu, nước yếu rồi. Còn đủ mới đưa lên cái bọn 500. Thôi mày nói đi. Có chiều 6 nó khuyến mại được cái nồi inox. Nước mình đây cũng mạnh lắm chứ bộ. Cũng mạnh nhưng mà lên thì nó hơi yếu thôi, vòi sen tắm được mà, nhưng hơi yếu. Mình nấu cái gì nữa tại. Gì thêm? À mọi ơi. Nha, đặt thêm 20 lít nữa. Mấy chứ tôi như bữa nào nấu nước nóng tắm chứ đâu tắm nước lạnh đâu. Đặt trong 16 quá, chỗ còn đặt lấy đặt bên cái bà bữa quay rồi nhậu nhà mày nấu vô. Vô. Ông Hoàng đâu rồi? Hoàng ơi! Hoàng! Hoàng ơi! Dạ. Nhậu rồi. Giờ đó là giờ là đi hả ta kiểu bên đây. Còn ẩn đi làm gì cho ẩn? Cho mày á. Đi thử kim một hồi. Nó như gì quá. Nó như mà tao có quen vậy đó. Ẩn sau này nó ngon, cái kênh của nó giờ tới ngàn mấy rồi, ngàn mấy lượt view tại nó làm trước em. Dạ. Bữa hôm em xuống đó là em nó chỉ em làm mấy này nè. Đưa cái gì? Làm YouTube á. Tao đâu cần đưa cái đâu. Dạng mình quay vô mình trải nghiệm có gì mình đăng lên mạng. Ăn bây giờ quá trời rồi. Độ trước rồi hả? Tao hai Mỹ làm đủ bạch. Rồi tao nói không đủ mà bạch mỗi tôi với bạch gì. Bạch nữa. Rồi tới đâu rồi? Làm miếng bún đi, lóc bụng đi, làm nóng hơi mẹ. Làm mày thử cái mềm không? Không? Đưa thử rồi chưa? Bị bự giò mà sao chặt nhuyễn được? Quá hấp dẫn, nhìn thấy ngon quá. Mà bơm không chứ? Ăn được mà. Còn cái đũa này của ai? Bỏ ra anh tự. Quá hấp dẫn luôn. Quá ngon cả nhà, dựng bò hầm nha. Chao chấm chứ. Dựng bò hầm nha. Nè. Vô đây tôi chủ yếu là tôi quay mà chứ tôi không ăn. Là bây giờ ai bún qua mày ăn nha. Khói nghi ngút luôn cả nhà, thấy khói không? Bữa hổm Bảo nó đem đâu một hai khoảng 2 kg sườn á. Không em muốn. Bộ bà không biết nó từ đó hả? 8 giờ mấy tối nó điện kêu ra giờ con ốp sẵn ráo rồi đem ra hai dựng cháo mình nướng. Hai thằng nướng làm đâu có hai lon à. Mình lại chén dữ vậy. Cái mấy? Có một lưỡi nè. Chưa mềm đi. Con. Ở cái đó mình vàng á. Đó là có một lưỡi. Con lực nè. Cũng có thằng Hoàng thì cũng bỏ chỗ dây qua bên thượng ngồi đi. Chứ Hoàng vậy cũng ngồi đây, đang ngồi, ngồi, ngồi nhảy đây ngồi. Thế gì chủ nhật này làm clip bỏ nhà đi bộ nha hơn. Đi xuống ruộng ở dưới ruộng 24 giờ về. Lông xanh mụn ra đó có dòng lỏng. Sáng đi học hả? Thế lao nước nhiều luôn rồi. Nước này nước cái gì dễ ra hả? Ba kiếm mới giùm cái nồi vẽ anh ba. Tại em đang cái này cho nó đó. Ở đây có nè. Có nghe đâu. Đâu có nói đi cùng tới này cái đâu có nghe. Mà giờ kêu lấy thằng nào là không nghe. Lâu mới nói chứ không sao được. Này dơ quá. Mày ăn nước của mày bỏ đại vô về ba dắt luôn luôn á, không thấy đặt sao ăn. Khô đâu mà. Bỏ vô mới gặp lại không có gặp. Bỏ dắt. Này còn cứng lắm, ăn được đâu, đừng ăn. Cứng lắm. Cái này cứng lắm. Ăn thật sống được thì ăn nước với bún rồi. Lại đường chưa? Ừ, đâu có đá nào để cho ăn luôn á. Tôi cũng không có phấn. Là lát rồi quấn. Ba quấn cản. Nó mày mày biết uống bộ tàu biết uống hả?
năm cái nồi hai cái giờ bây giờ sáng sớm à vào chưa anh thì chưa đâu nữa chưa nãy à đầu đúng không mua bán á không muốn anh mềm mềm mà không quan trọng là cái gần có bung hay không á gần bung là ok á mềm quá là không ngon. Ủa mà bên anh lên lúc này còn mặc ông anh Tư? Biết rồi mà hỏi nó có mua giùm chai á. Nó không làm gì? Đồ cao mà hả? Đi dành mốt là làm đồ nướng. Làm đồ nướng á. 27 là bước cuối cùng vậy á. Mà 27 em mận đợi em về nha, đợi nó còn sống nha, để về review rồi. Tối mày mới về thì ta nhịn đói à. Thì 27 sáng 27 về. Mình làm gì quay quay mấy cửa đại, quay cho đủ cái cứ ăn đi lại cứ nhậu đi á thôi vậy làm thử cục nè bự không à mà là cục của gốc nó xương rồi gấp bỏ ra bảy để cho nó ra nước ngọt không xương vẫn nước ngọt nổi mày cũng đương không đồ ngọt chưa giờ ngọt nữa ngọt xương góc để nó không có rồi thử review cho khán giả là xem với không có chút rồi cầm này nó hơi bị rung chấm chao quá nha còn em quen là sao nó đó. Làm đây nó làm khui đâu lại mình ngoài á em ngoài Hòa Bình khui hả ủa Hòa Bình chứ là Phú Thọ mùng tơi nó chín quá đâu làm miếng rau cả nhà rau mùng tơi chắc luôn chắc có một tí luôn ba người ăn như lúc chó quá còn tí đúng không? Rau nhóc nữa. Rau. Này nó trắng được nè. Trắng rồi. Khác nào khác. Nhưng mà mình còn mềm ra con cảm thấy nó mềm rồi. Mềm rồi đó. Mềm quá đủ ngon. Mày ba lông ăn đâu được đâu. Ba lông đâu có răng đâu. Ăn cái gì ba lông da nhách rồi mà ăn gì ăn rau không nổi. Ăn rau nước thôi. Rau bún. Rau nước nghe là uống không ăn thịt nha. Cái này con nó còn cứng lắm mà ăn không có được đâu. Ủa ăn đụng răng á. Cứng không cứng, con làm móng bị ra thấy cái da nó bung vậy là biết rồi. Mềm được, ăn được, đỡ hơn như cái đuôi bò bữa hổm. Được. Đuôi bò bữa hổm ăn được vậy. Lông cổ lông. Anh lại dùng răng. Đuôi bò bữa hổm cắn hổng đứt luôn á, cái đuôi bò. Ngon ăn nước hay lắm. Nước thôi, không có răng, uống nước thôi. Múc nước nè, múc nước rau được rồi. Chung đây nè. Bé chứ. Bản làm đại anh bản. Không gấp vô để anh đổ anh hỏi không vậy tại đây không có răng á cứng quá thì lòng tâm cá trắng nè anh ơi nó mềm nè nó có lý á lòng tâm á mà không có rau sống á rồi tới đây chào cả nhà nha nếu mà hay ủng hộ đăng ký kênh Ba Phi Miệt Vườn nha cả nhà cho lên tới subscribe ngàn subscribe là Ba Phi sẽ làm tiệc lá nó